Ban đầu tôi thấy anh chị ra công văn hỏa tốc ngay. Tôi thấy cách làm việc cũng rất là nhanh. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ đã là 2 tháng rồi mà kết quả vẫn chưa thấy đâu. Cũng mọi người cũng chả biết là các anh chị đã nhận được báo cáo từ trường Đại học Luật Hà Nội chưa. Bây giờ ví dụ như là Bộ Giáo dục mà làm chưa tới, hoặc là làm chưa được, hoặc là chưa có thời gian làm thì chuyển qua Bộ Công an đi, cho bên kia người ta điều tra cho nó dễ. Cái này nếu như mà chuyển qua Bộ Công an thì điều tra bằng cấp 3 rồi này kia, là sử dụng tài liệu có dấu của cơ quan nhà nước giả, giống như ông Thích Tâm Phúc vậy đó, chứ đâu có đơn giản đâu. Sao cứ im im 2 tháng trời rồi chả thấy công bố kết quả, chả thấy báo cáo, chả thấy gì hết trơn. Cũng không thấy một tờ báo nào đăng luôn. Hôm qua thì báo Lao động mới nhắc lại, qua Quốc Tang thì mới nhắc lại. Cũng không thấy bất cứ một một cái thông tin gì là bên trường Đại học Luật Hà Nội đã nộp báo cáo về trường hợp đó. Bây giờ nếu như mà đến hết tuần này mà không thấy bất cứ một cái bài báo nào viết là về vấn đề này thì bắt buộc tụi em phải viết đơn. Cứ một ngày tụi em sẽ viết 1 đến 2 lá đơn tụi em gửi. Tụi em gửi cho đến khi nào mà lòi ra được hết mọi thứ thì thôi. Nhóm tụi em đông mà. Công ty em quản lý tới gần 700 lượt. Cứ một ngày tụi em viết 1 lá đơn, một ngày tụi em viết 1 lá đơn thì mọi người biết là tổng cộng có bao nhiêu lá đơn gửi đến Bộ Giáo dục Đào tạo rồi. Chuyện này là không thể nào mà im lặng được. Tại vì rất là nhiều người ở ngoài 4 5 năm trời đi học, 5 6 năm trời đi học, học ngày học đêm để được cái bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ. Này thì chỉ học được có 2 năm, 2 năm mấy mà có được cái bằng, mà bằng loại giỏi nữa thì không thể nào tưởng tượng được. Đúng không? Chuyện này là bắt buộc là phải làm cho tới nơi tới chốn chứ không thể nào vậy được. Vâng, kính thưa quý vị, thì có lẽ rằng đó cũng là một trong những cái bức xúc chung của rất là nhiều của chú anh chị, và một cái câu hỏi được đặt ra tại sao mà đến thời điểm này chúng ta vẫn cảm thấy rằng có một cái điều đó gọi là kỳ lạ, im hơi lặng tiếng trong cái câu chuyện của ông Thích Trần Quang về cái vấn đề gọi là bằng tiến sĩ, mặc dù trước đó là phía Bộ Giáo dục đó đã có một cái công văn, thậm chí là hỏa tốc để mà yêu cầu báo cáo trong ngày 26 tháng 6 năm 2024, nhưng mà mãi đến nay thì đã hơn 1 tháng trôi qua rồi. Nói chung là khoảng thời gian cũng không hề ngắn, nhưng mà chẳng có nghe một cái tin tức gì về cái câu chuyện này. Ngày hôm qua đó thì về phía luật sư Lê Ngọc Lâm cũng đã có một cái bức thư, có thể nói là thỉnh nguyện thư gửi đến bác Tổng Bí thư Tô Lâm về cái câu chuyện liên quan đến ông Thích Trần Quang này. Dạo gần đây đó cô chú anh chị, thì chúng ta nghe rất nhiều những cái thông tin đồn đoán, thậm chí là cái vấn đề thanh tra và kiểm tra rồi tình hình sức khỏe của cái ông này, tình hình sức khỏe của Thích Trân Quang được một số các đệ tử tung ra cho rằng là bệnh rất nặng, phải phẫu thuật, rồi nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng mà tất cả những cái thông tin trên đó thì cũng chỉ là những cái thông tin mà một chiều, có nghĩa là họ đưa trên mạng xã hội nhưng mà không thể kiểm chứng rằng có thật là ông này đang gọi là bệnh tật rất là nặng nề hay không. Bởi vì là có rất nhiều những cái chiêu trò trước đó về cái mặt truyền thông. Quý vị có thể thấy rằng là khi mà xuất hiện những video clip được gọi là đầy rẫy trên mạng xã hội, thì chúng ta thấy rằng cái CTN, cái nhóm của ông này đó, đệ tử của ông này đó, thì liên tục gọi là làm truyền thông cho rằng là bị cắt ghép, cho rằng là bị giá họa. Nhưng mà ngay sau đó thì quý vị đã thấy rằng cái động thái về phía giáo hội, người ta cũng đã làm rõ, xác minh và đã xử lý xử phạt. Cái việc mà xử lý xử phạt cấp thuyết giảng của ông này đó cũng là một câu trả lời khẳng định rằng những video clip thuyết giảng đó là hoàn toàn không bị cắt ghép, và hoàn toàn là do chính cái ông này đã thuyết giảng, và thậm chí phải ẩn và xóa tất cả video clip trên kênh YouTube Thiền Tông Phật Quang. Như vậy thì có truyền thông bản nào hãm hại cái ông này hay là cắt ghép hay là không thì chúng ta đã quá rõ. Gần đây thì liên quan đến cái câu chuyện mà gọi là cái video clip mà ông này nói về các luật sư là kẻ nói dối nhất đó, thì phía chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam họ cũng đã lên tiếng và đề nghị làm rõ về cái video clip này, và mình cảm thấy rằng cũng sẽ là một lần nữa sẽ không có cái câu chuyện mà ai lại đi cắt ghép hãm hại ông này cả.
và chẳng có ai mà có thể rảnh rỗi để làm cái điều đó ngay cái thời điểm nhạy cảm như thế này, thưa cô chú anh chị. Bởi vì nếu như mà gọi là dám làm cái điều này đó, cô chú anh chị bị phát hiện thì tất yếu là sẽ không thoát được cái tội hình sự đâu. Ngay thời điểm nhạy cảm như thế này thì mình nghĩ rằng chẳng có ai dám cắt ghép cả. Thì tình hình liên quan đến lá thư bản gốc của luật sư Lê Ngọc Lân gửi đến Tổng Bí thư Bác Tô Lâm đó, thì ngày hôm nay phía luật sư cũng thông báo cho chúng ta được biết rằng lá thư đã bản gốc đã được gửi trực tiếp đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rồi. Thưa quý vị, nhiều người lo sợ là đăng trên Facebook Tổng Bí thư không đọc vì bận trăm công ngàn việc. Thực ra thì có thể là Tổng Bí thư không đọc được trên Facebook, nhưng đội ngũ cố vấn trợ lý của ông thì chắc có đọc. Trên thế giới rất nhiều chính trị gia uy tín đều sử dụng mạng xã hội đưa thông tin, và tại Việt Nam có đăng thông tin chính phủ. Xã hội thế kỷ 21 là một thế giới phẳng. Hôm nay tôi chính thức ký đơn gửi trực tiếp đến ông Tổng Bí thư, đóng góp trách nhiệm của một công dân nhỏ bé người Việt Nam, và tôi có niềm tin thỉnh nguyện thư chân thành này Tổng Bí thư sẽ đọc và hoan hỷ đón nhận. Một lần nữa kính chúc Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an nhiên trong cuộc sống. Để thể hiện sự trân trọng nhất, lá thư này được in mực màu xanh của hy vọng cho nền giáo dục văn minh và tử tế. À, thì cái nội dung lá thư thì Thanh Nguyễn xin được phép chia sẻ gửi lại quý vị một lần nữa chung quanh cái câu chuyện của ông Thích Trăng Quang này, và về phía luật sư đã thỉnh nguyện thư này đã viết những gì. Kính gửi ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước tiên, chân thành gửi lời chúc mừng đến ông khi đắc cử chức vụ Tổng Bí thư vào ngày hôm qua. Hiện nay liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận và có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín nền giáo dục nước nhà. Đó là trường hợp Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng cho ông Vương Tấn Việt, Thích Trăng Quang, người bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng 2 năm bởi các phát ngôn trái đạo Phật. Một tiền lệ cực kỳ hiếm thấy, và những bậc tri thức, nhà giáo dục đã không ngừng lên tiếng chỉ rõ vô số điểm bất thường, phi logic. Nhất là việc cấp bằng tiến sĩ diễn ra ngay thời điểm đỉnh dịch Covid-19 mà luật pháp quy định người học buộc phải tập trung thường xuyên. Sự kiện này gây chấn động vì nhiều lý do khác nhau, và sau đó thì dư luận phanh vui ra hàng loạt video clip do một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong hội đồng cũng như là đại diện nhà trường và bản thân chính ông Vương Tấn Việt phát biểu không thể nào tưởng tượng được. Do đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 6 2024 đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo, nhưng đến nay đã hơn 1 tháng 10 ngày, kỳ lạ là không thấy bất kỳ thông tin nào từ bộ, và nhân dân đã đặt ra câu hỏi rất lớn về điều này, lý do vì sao và tại sao. Thưa Tổng Bí thư, giáo dục là điểm then chốt chấn ngưng cho sự phát triển và văn minh của bất kỳ quốc gia nào. Nhìn vào nền giáo dục sẽ biết con người quốc gia đó có phát triển văn minh hay là ngược lại. Vì lẽ đó, như phát biểu của Tổng Bí thư hôm qua trong buổi lễ nhận nhiệm vụ khơi dậy tinh thần, quyết tâm phát huy cao nhất giá trị văn hóa con người Việt Nam, và muốn đạt được điều đó không gì tốt hơn là thông qua nền giáo dục tử tế. Là một luật sư nhỏ bé, chỉ mục đích duy nhất là mong muốn đóng góp ý kiến nhỏ nhoi, và có lẽ tôi với tư cách là người dân Việt Nam đầu tiên gửi thỉnh nguyện đến ông bằng lòng khát khao, tâm huyết kính mong ông sẽ có ý kiến chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng để vụ việc này sớm sáng tỏ trước công luận. Đó là cách bảo vệ uy tín tốt nhất cho trường Đại học Luật Hà Nội và công dân Vương Tấn Việt nếu họ đúng. Còn trường hợp cấp bằng sai, vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm mà lúc còn sống cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra. Cuối cùng, tôi bến chúc gửi lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến Tổng Bí thư, và chúc ông sẽ luôn đứng về phía nhân dân, có những quyết sách giúp ích cho tổ quốc, đất nước phát triển. Sài Gòn ngày 4 tháng 8, 2024. Thì bức thư này được viết ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay thì luật sư phía Lê Ngọc Lân đó thì mới thông báo chúng ta biết rằng thì đã được in ra màu xanh để gửi trực tiếp đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bác Tô Lâm. Thưa quý vị, thì rõ ràng ngay cái thời điểm này thì rất là nhiều của chú anh chị chúng ta cũng cảm thấy rằng là rất là mong muốn chờ đợi những cái tin tức ở đây đó. Đó chính là có hay không mà thôi, thưa quý vị. Có nghĩa là nếu không có và ông Thích Trăng Quang này bị gọi là vu khống hay là bị cắt ghép này kia thì cũng nên trả lại sự trong sạch cho ông ấy, và gọi là làm rõ cái câu chuyện này, ai là người đã làm ra cái điều cắt ghép mà hãm hại ông ta như vậy. Còn nếu như mà thật sự mà ông này đã có những cái hành vi gọi là làm những cái giấy tờ nó gọi là giả mạo kiểu như vậy, nó không đúng và có những cái vấn đề cấp bằng sai,
thì phải cần xử lý một cách gọi là nghiêm minh. Tất nhiên là không thoát khỏi cái câu chuyện hình sự đâu cô chú anh chị trong cái sự việc này. Và rõ ràng thì nào là phía các cơ quan báo chí, mình vừa rồi mình thấy báo Lao Động thì cũng có lên án rất là quyết liệt, thậm chí là khẳng định rằng là phía cơ quan chức năng họ đã vào cuộc để mà không có cái xác minh rằng là không có cái tên ông Vương Tấn Việt này trong cái hồ sơ mà tốt nghiệp gọi là cấp 3, như là cái bằng cấp 3 được loan truyền trên mạng xã hội. Như vậy thì rõ ràng một cái điểm chi tiết đầu tiên mà chúng ta thấy rằng cái bằng cấp 3 này là giả rồi. Như vậy thì cái bằng cấp 3 thật nó ở đâu, và ông Thích Trăng Quang có bằng cấp 3 hay không? Đó, thưa quý vị, nếu như ông nói ông cắt ghép và nói rằng là bị thất lạc, thất lạc thì hoàn toàn có thể đi trích lục lại nơi cái trường mình đã học, tại vì còn hồ sơ còn đầy đủ của chú anh chị. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng chỉ gọi là nghe những cái thông tin về tình hình sức khỏe của ông này thông qua một số các trang mạng của đệ tử ông ấy, tự xưng là đệ tử mà thôi. Chứ còn trên thực tế là có thật vậy hay không thì không ai biết được. Và kết quả cái đoàn kiểm tra vừa qua đó, theo thông tin đó thì vẫn chưa có một cái kết luận cuối cùng gì xung quanh cái câu chuyện này. Điều này thì lại còn khiến cho rất là nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu hơn. Bản thân mình khi mà đưa thông tin này về cái câu chuyện này cũng rất là hoang mang cả nhà. Bởi vì mình không biết rằng là tại sao có những cái điểm gọi là kỳ lạ đến như vậy. Bởi vì một số những cái thông tin trước đó, cái câu chuyện cũng liên quan, ví dụ như là cái vụ mà tiến sĩ Đạo Văn đó cả nhà, thì cũng nghe là phía Đại học Huế người ta vào cuộc ngay lập tức làm việc đủ thứ. Nhưng mà liên quan đến câu chuyện này thì đến giờ chưa thấy cái làm việc, chưa thấy gì cả, chưa thấy một cái tin tức gì. Mặc dù là Bộ đã có yêu cầu công văn hỏa tốc để mà yêu cầu báo cáo rồi, nhưng mà sau đó thì cho đến mãi đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết là Bộ đã nhận được báo cáo chưa, và báo cáo thì như thế nào, có hợp lệ hay không, chính xác hay không, hay là có vấn đề gì đó khúc mắc và đang trong quá trình điều tra chẳng hạn. Người dân họ vẫn đang gọi là rất là ngóng chờ những cái tin tức về câu chuyện này. Có thật sự ông này là một trong những cái nhân tài đất Việt mà chúng ta thấy là nguyên cả một cái hệ thống, một số giáo sư rồi tiến sĩ, từ cái buổi gọi là bảo vệ lưng án rồi cho mãi đến cái buổi lễ tri ân, không ngớt lời ca tụng đưa ông này lên tới tận mây xanh, so sánh nói chung là đủ thứ. Thậm chí là nói rằng mình bản thân là một nhà giáo sư mà còn phải học ngược lại. Ông Thích Trăng Quang này chỉ mới gọi là đang trong cái quá trình gọi là bảo vệ lưng án thôi. Nói chung là cực kỳ ghê gớm, không thể nào mà chúng ta có nghĩ là ông ấy lại là một người tài năng đến đức độ đến như vậy cô chú anh chị. Nào là nhà thơ nè, sáng tác nhạc nè, rồi cho đến là công trình nghiên cứu về cái trị bệnh cho người khác nè. Cô chú anh chị nghe trong cái buổi lễ tri ân đó, trị bệnh cho người khác nè, rồi là võ sư nè, Phật Quang Quyền, nói chung là tất cả các thứ đều hội tụ vào người ông Thích Trăng Quang này cả. Cái gì ông cũng biết, và thậm chí là toàn là biết là giỏi không đó cô chú anh chị. Có nghĩa là cái gì cũng biết mà cái nào cũng giỏi hết. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cần phải nhân giống gấp cái ông này rồi, đúng không cô chú anh chị? Thì đây là một số những cái nội dung mà mình nghĩ rằng không chỉ một mình các cái anh này, hay là cá nhân em, hay là bất kỳ cô chú anh chị nào, mà còn sẽ còn rất là nhiều người khác, hay thậm chí là luật sư Lê Ngọc Lương đâu, người ta cũng đang rất muốn mong chờ những cái tin tức mới nhất liên quan đến câu chuyện này. Và em cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục, mong rằng sẽ có những cái kết quả sớm nhất để mà chúng ta cũng sẽ còn hiểu rõ hơn cái câu chuyện này. Chứ mình cảm thấy rất là hoang mang khi mà đưa rất nhiều thông tin như vậy, cuối cùng không có kết quả gì cả. Nếu như thật sự mà không có im lặng, có khi mà các YouTuber mà đưa những cái thông tin này thì sẽ nhúng chàm nha cô chú chị. Mình cũng cảm thấy rất hoang mang, lo sợ khi mà đưa những cái thông tin này mà sẽ gọi là bị những cái vấn đề mà liên quan đến những cái thông tin giả mạo, và thậm chí là nó sai sự thật, thưa quý vị. Thì để xem rằng khoảng thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả, kết cục này ra sao. Ông này có thật sự có phải là một nhân tài ghê gớm như mà chúng ta đã từng nghe các phó giáo sư, tiến sĩ gì đó đã trình bày trong một số những cái buổi như là luận án rồi cho đến buổi trễ tri ân, thật sự gì hay không, hay sẽ là ra sao nha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.